Sáng nay, huyện Hòa Vang tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030. Điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính ở huyện Hòa Vang thời gian qua là việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ. Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư xây mới từ huyện đến xã, tốc độ xử lý văn bản nhanh, giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, huyện còn quyết liệt cải cách, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản hợp đồng lao động hành chính theo quy định. Giai đoạn 2021-2030, Hòa Vang tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tiếp tục tinh giản biên chế, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức.